chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Minh Tú rất vui khi được gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trên kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê để cùng chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và những thủ tục hành chính liên quan đến thẻ căn cước công dân gắn chip. Minh Tú xin phép được chia sẻ đến quý cô chú, anh chị và các bạn một số thông tin liên quan đến việc đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip thì có phải cập nhật thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Hiện tại, ở nhiều địa phương đang tiến hành cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, nhưng có rất nhiều trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thông tin chủ sử dụng đất có giấy tờ tùy thân là chứng minh nhân dân. Do đó, những trường hợp này có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để cập nhật điều chỉnh lại thông tin thẻ căn cước công dân gắn chip mới đã được cấp. Cụ thể như sau. Thứ nhất, căn cứ theo khoản 14 điều 6 thông tư 33 ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên, xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, địa chỉ trên giấy chứng nhận đã được cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, địa chỉ trên giấy chứng nhận đã cấp, đồng thời với các thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Như vậy, theo quy định trên, thì khi thay đổi số chứng minh nhân dân, được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, nếu có sự thay đổi khác với thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, thì quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể yêu cầu cập nhật thay đổi đăng ký thủ tục biến động đất đai. Bên cạnh đó, khi đã được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, thì quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể yêu cầu cơ quan công an cấp kèm theo giấy xác nhận về số chứng minh nhân dân cũ và số thẻ căn cước công dân mới để xuất trình đối chiếu khi cần thiết. Trong trường hợp chưa có đủ điều kiện để đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số chứng minh nhân dân cũ, thì quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể sử dụng giấy xác nhận này để chứng minh thông tin đã thay đổi. Ngoài ra, để đảm bảo thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thống nhất với thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip mới được cấp, thì quý cô chú, anh chị và các bạn có thể thực hiện thủ tục xác nhận thay đổi số chứng minh nhân dân cũ thành số căn cước công dân mới qua các bước sau. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ. Ở bước này, quý cô chú, anh chị cùng các bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau. Đơn đăng ký biến động theo mẫu. Mẫu đơn này sẽ được cấp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp. Bản photo thẻ căn cước công dân gắn chip. Bước 2. Nộp hồ sơ. Quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể nộp hồ sơ tại một trong các cơ quan sau: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở cấp huyện nơi có đất, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất. Quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể lựa chọn cơ quan thuận tiện nhất để nộp hồ sơ của mình. Khi đã nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì quý cô chú anh chị cùng các bạn sẽ được cung cấp giấy hẹn trả kết quả hồ sơ theo quy định. Bước 3. Giải quyết hồ sơ và nhận kết quả. Sau khi đã hoàn thành việc nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn nhận kết quả thì quý cô chú anh chị cùng các bạn chỉ việc chờ đến ngày nhận kết quả để được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cập nhật thông tin thay đổi. Thời hạn giải quyết không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không quá 20 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian trên không bao gồm ngày lễ, ngày nghỉ. Hy vọng là những nội dung trên video sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho quý cô chú, anh chị và các bạn. Minh Tú cũng xin phép được thay mặt kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nếu như những video trên kênh mang đến những nội dung hữu ích cho quý cô chú, anh chị và các bạn, thì mong mọi người hãy để lại like, chia sẻ và cùng bình luận để tạo thêm động lực để kênh ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn, cũng như là để cho nhiều người khác cùng biết đến những thông tin này nhé. Còn bây giờ, Minh Tú xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.